Chiều ngày 11 tháng 12 tại Con Tum, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác chuẩn bị giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia lần thứ nhất. Tham gia cùng đoàn có Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, đại diện lãnh đạo các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và tỉnh Con Tum. Về phía quân khu 5 có Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó Tư lệnh kiêm tham mưu trưởng quân khu, Thiếu tướng Hứa Văn Tường, Phó Tư lệnh Quân khu. Sau khi trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị tại các vị trí, cột mốc ngã ba biên giới, diễn tập trung quân y tại ngã ba trạm thu phí cửa khẩu quốc tế bờ y, lễ khánh thành nhà văn hóa thôn Tà Ca, sở chỉ huy phía trước của quân khu. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến ghi nhận đánh giá cao công tác chuẩn bị của các lực lượng, đồng thời yêu cầu các cơ quan đơn vị rút kinh nghiệm ngay tại hiện trường, tiếp tục bổ sung một số phương án cách thức tổ chức phù hợp giả soát kỹ lưỡng các mặt của công tác tổ chức giao lưu, hoàn chỉnh các nội dung đã được chỉ ra để giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Lào Campuchia lần thứ nhất thành công tốt đẹp. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới giữa Việt Nam Lào Campuchia là sự kiện quan trọng mang ý nghĩa sâu sắc trong việc thắt chặt tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa ba quốc gia láng giềng đây là lần đầu tiên bộ quốc phòng ba nước tổ chức hoạt động giao lưu này góp phần thúc đẩy hợp tác quốc phòng ở khu vực biên giới ba nước phát triển lên tầm cao mới